Gray cũng như là những cái tình huống mà để được nhanh hơn thì ưu thế vẫn sẽ thuộc về Kana, nhưng càng đánh về lâu về dài thì con Ashan này nó sẽ càng tỏ ra khó chịu ở đường cánh. Và quan trọng hơn hết là cái nội tại của Ashan ở trong giai đoạn late game nó là một cái nội tại mà nó rất rất mạnh, khi mà hoàn toàn có thể hồi sinh đồng đội của mình sau những cái tình huống giao tranh căng thẳng giữa hai đội. Chúng ta cùng tiến vào game đấu đầu tiên trong cuối đầu BO3 cùng trận chạm trán giữa NOC Red Frog cũng như là TrainX trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và các bạn đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng của giải đấu cũng như là bản quyền phát sóng thuộc về BoxSpot. NOC Sim đang tiến 5 người xuống cánh dưới. Là đáng chú ý ở giai đoạn đầu trận đấu, nó sẽ khiến cho tiếp theo những cái bước di chuyển của Biosix nó sẽ hoàn toàn không nằm trong cái tầm kiểm soát đến từ bên phía của NOC. Rồi, tôi tưởng Ashan đang cho phép từ từ đã, Zika có thể gặp nguy hiểm, chịu hồi Ari đến từ BD và solo kill có thể xảy ra, tốc biến đến từ cả hai người nhưng đó là solo kill. Tại LCK với một tình huống solo kill với con Biosix trước, vị trí có kỳ ở đường dưới, tốc biến lên chói, không thành công đến từ Peter, một pha xử lý, đột biến đến từ người chơi hỗ trợ Lux. Thường thì cặp đôi Kennedy và Lux sẽ không phải là một bộ đôi quá tốt để thực hiện những tình huống kết hợp chung với người chơi đi rừng của mình và tạo ra những pha ganh, nhưng vừa rồi thì Peter đã có một tình huống nỗ lực để làm ra một tình huống tiền đề cho Dredd xuống tấn công, nhưng rất đáng tiếc là pha di chuyển đột biến anh ta lại không có tác dụng. Và bây giờ thì có khả năng sẽ bị phản công, Peter là người bị đu vào, đó là tình huống đu vào là làm choáng kết hợp chung với cả combo kỳ kích đến từ Basic, và Dev là người có điều hạ gục. Basic có thông nổ để lùi về với lại lực an toàn, cánh trên đang là lính đẩy dành cho Kingdon. Và rõ ràng là đứng trên bên phía của Trendix sẽ là những người tiến ra đây trước. Thì kiếm nhắm vào Peter, có luôn cả Thái Dương hạ sàn giật trỏ được kích hoạt. Peter dính rất nhiều hướng, thanh tẩy đã được sử dụng đến từ vị trí của Ghost. Trong được chiêu khá gắt đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của cả hai bên. Rep còn một chấm máu, anh ta còn hồi máu, kích hồi máu. Và Peter đang bị dụ, tốc biến rất hay đi cú chói rất hay đến từ vị trí của Rep. Và đây có thể sẽ là điểm double kill dành cho người chơi xạ thủ bên phía của Trendix. Và có được một điểm double kill 3-0 với một con Jinx, ba giáp trụ ở cánh dưới. Thường thì chúng ta thấy được rằng Kennedy và Lux phải có được sức ép, nhưng bây giờ sức ép đang ngược trướng trở lại họ. Và đây là tình huống mà Ghost anh ta có thể gặp nguy hiểm, không có thanh tẩy dính quá nhiều hướng tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp, tốc biến để bỏ chạy nhưng vẫn nằm xuống với điểm hạ gục thứ tư liên tiếp dành cho xạ thủ bên phía của Dragonx. Cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của hai bên đang như kiểu là đang trao đổi tướng với nhau vậy, đáng lẽ chúng ta đang nhìn thấy con Kathleen này nó đang phá trụ một của đối phương chứ không phải là Jinx trong tay Dev đang làm được điều đó. Và tài nguyên đang được dồn hết vào người của Dev. Nãy thì chúng tôi có nhìn qua về lượng tiền chênh lệch đến từ Dev cũng như là Ghost, nó là hơn 3.000. Mà các bạn nhìn thấy cái lượng trang bị ở thời điểm hiện tại thì tôi đang không hiểu là Ghost anh ta sẽ phòng ngự như thế nào với những cái dạng súng phóng lựu của Dev anh ta liên tục tung ra để đẩy đường. Rồng cũng chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của Dredd mà thôi, và đây là con rồng thứ hai dành cho họ ở phút thứ 15. Đội hình của Dredd họ cần phải đẩy nhanh cái tốc độ của ván đấu, bởi vì dẫu sao bên phía của Đông Sim họ cũng đang có những cái vị trí có khả năng carry về lết rất mạnh mẽ như kiểu là Caitlyn hay là Azir, và trận đấu kéo càng dài thì tỷ lệ chiến thắng của Dredd sẽ càng thấp đi. Nhưng đó là tình huống lướt cung phong linh lên đến từ Dev và dứt điểm được thành công của Ghost. Red tới, người bị giữ chân lại đó là Firesick, anh ta không còn gì để về nữa. Dev đặt làm cái bẫy rất khó chịu, ta bắn từ bên kia bờ tường nhưng Red vẫn đang can thẳng lên với chất tướng xin dao cực kỳ khó chịu của mình, và anh ta có điều gục thứ hai dành cho NoSim. Dịch chuyển tới đó là BDD, anh ta bắt được một người, đó chính là Barrow, và bây giờ Dev không còn nơi nào để về nữa. No way home dành cho Dev, và để xem ai sẽ là người ăn được cái mạng của anh ta mà thôi. Vẫn đang cố gắng dây dụa, tốc biến có lẽ sẽ được giữ lại ở trong tình huống này, vẫn còn hạt thông nổ câu kéo khá nhiều thời gian từ Dev, và anh ta cố gắng nhường mạng hạ gục dành cho một vị trí ít quan trọng, những đó là Kana với địa gục. Và chiêu cuối kinh ngân dứt điểm thành công vị trí Peter, nhưng anh ta đã bị ăn phao lôi thường và đau phạt lên chặn tình huống đu dây để thoát đi rất hay đến từ Red, hất tung đó là kinh ngân, và anh ta chắc chắn phải nằm xuống, một tình huống quét sạch không chính thức dành cho đội hình của nông sim Red Fox. Rất mượt mà với việc là chán thẳng và đi qua mắt đến từ Ghost rồi. Anh ta bị lộ tầm nhìn bởi tầm nhìn của kỳ cục, và ui, tên lửa định hướng bắt đầu phát huy tác dụng. Tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp đến từ Dev để lùi hoàn toàn đội hình bên phía của NoSim, tránh việc đối phương ăn lén Baron. Kana tay đôi với lại vị trí của Kingdon. Nhưng như đã nói, chất tướng solo mạnh hơn đang giúp cho Kingdon có được ưu thế. Và có vẻ như là ở trong cái kèo hiệu đẩy lẻ thì Kana anh ta cũng sẽ gặp rất nhiều sức ép với một con Ashan cũng đã có hai đồ lớn rồi. Chính ra thì NoSim cũng đang gặp khó trong cái việc đó là thi đấu chủ động ở trong kèo lúc này. Một pha combo rất đau Ghost. Anh ta cần phải đứng sau trụ. Anh ta lướt cùng phong linh đi đâu vậy? Một pha xử lý. Không hiểu lý do kiểu gì khi mà có vẻ như là
chắc chắn là thi đấu đánh xếp hạng phải gặp Asan nhiều chứ gì. U như từ từ đã đào Redmi solo kill bởi Zika, nhưng quay trở lại trả đòn Peter có được điểm hạ gục gỡ gạc. Kana đang cố gắng khép góc. Góc này thì Red anh ta có cú follow tương chuẩn xác, một người dính follow tương là Death nhưng không dám lao vào. Red bắt đầu tấn công. Hai bên đang liên tục gầm ghè nhau ở khu vực hang rồng với con rồng thứ tư của bản đấu, và sẽ là rồng 3 nếu như DrainX họ ăn được. Rất sát ngưỡng linh hồn rồng. DrainX cần kéo rồng ra và họ đã làm điều đó. Nông Si vẫn đang cố gắng để có thể chống cự, nhưng khả năng cấu máu là tốt quá đến từ bên phía của DrainX. Họ mất rồng. Red không dính hiệu ứng bởi Thái Dương Hạ Sàn. Cú đóng lồng 3 người đến từ Piosic. Combo ngược hướng trở lại ra. Red gặp nguy hiểm. Anh ta không còn bán nguyên thương nữa và nằm xuống trước sức sát thương đến từ Ashan. Cú đẩy về hai người tốt tới từ BD và đem nằm xuống. Barrow có thể đi theo đồng đội của mình. Hai điểm hạ gục đáp trả ngược trở lại tới từ Nông Si Redfog. Lực tiền vẫn đang dẫn trước đến từ bên phía của DrainX, nhưng có vẻ như là cái khả năng gây áp lực đến từ Nông Si với những chất tướng tay dài, với Ozir, thậm chí là cả Kalin nữa vẫn đang phát huy được tác dụng. Chói thành công đến từ Peter. Đẩy lính cát ra, Barrow mất khá là nhiều máu trong pha cầu máu vừa rồi. Death dính bẫy nhưng không có phát bắn tường nào đến từ vị trí của Ghost cả. Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp lấy đi nửa cây máu của Ghost. Trong khi đó là Piosic thành công với pha cướp thành công Baron. Trừng phạt xuất sắc đến từ người chơi từ bên phía của DrainX. Đang có góc rào tránh thuận lợi dành cho DrainX khi các con tướng carry của họ vẫn đang được gây sát thương. Red anh ta không thể làm được gì cả khi mất bán nguyên thường. Vạt xuống, điểm hạ gục khuyến mãi sau con Baron dành cho bên phía của DrainX. Đầu tiên là khả năng đánh bật ra của họ thực sự không quá mạnh, với chỉ là một con xin dao trong tay của Dread thôi. Anh ta cần phải có được phong lôi thương chuẩn xác. Cái thứ hai là DrainX sở hữu một đội hình mà họ có Jinx của Death và thêm một con Corki trong tay của Zika với tên lửa định hướng ở tầm xa nữa. Nếu như bạn đứng ở trong một cái khu vực nhỏ hẹp mà dính những quả big bomb của Zika thì nó sẽ là một lượng sát thương khổng lồ và đường giữa bên phía của DrainX có thể tạo ra, và đây có thể sẽ là một cái tình huống mà Dread gặp nguy hiểm. Anh ta dính quá nhiều sát thương bởi big bomb của Zika. Bất bán nguyên thương và hết bán nguyên thương, anh ta chắc chắn sẽ nằm xuống BD, không bị làm choáng bởi Thái Dương Hạ Sàn nhưng vẫn bị làm chậm. Ghost anh ta cũng tương tự là như vậy. Cú đóng lồng với cú tốc kế tới từ Phil Six lao thẳng vào hợp huyết hồi rất nhiều máu, nhưng vẫn là điểm hạ gục dành cho thành viên bên phía của Đông Sim Redfog. Họ tàn vỡ hoàn toàn rồi. Zika lao thẳng lên với gói hàng và King cũng tương tự như vậy. Du dây bóc cố gắng áp sát vị trí của BD. BD tốc biến bỏ chạy, chỉ là anh ta được hồi sinh ngay lập tức bởi vì King anh ta hạ gục được người đã hạ gục vị trí của đồng đội. Và đây có thể sẽ là một đường ít nhất dành cho DrainX với bùa lợi Baron mà họ đang sở hữu. Tính 3 phát xỉa đến từ vị trí của BD, dính thêm một phát bắn đến từ Ghost, nhưng quay lại trả đòn với đơn thuần là một pha big bomb nhắm thẳng vào Ghost mà thôi. 2/3 cây máu bất kỳ từ xạ thủ bên phía của đồng Sim Rapport. Còn Red thì đang hơi khó thở, anh ta không còn bán nguyệt thương nữa, cố gắng hồi máu với chú hấp huyết. Cú đóng lồng hai người đồng hồ câu giờ đến từ vị trí của Piosic. BD cố gắng đẩy về, cú đẩy của anh ta khá tốt khi lấy đi hai giáp thiên thần đến từ bên phía của DrainX, nhưng không là gì cả. Chán thẳng lên đẹp được resort từ đầu tới cuối. Ghost bắn khá yếu so với sức mạnh tới từ ba xạ thủ bên phía của DrainX. Và đây sẽ là cú quét sạch đến từ bên phía của DrainX. Hai trang đánh Zika cận một hit nữa với tên lửa định hướng, nhưng cú tên lửa định hướng vừa rồi của anh ta không đủ tầm. Kana là người sống sót cuối cùng để chứng kiến nhà chính đến từ Nông Sim phát nổ với chiến thắng trong kèo đấu BO3 dẫn trước 1-0 dành cho DrainX. VDD người mạnh hơn thì lại phải làm tiền đề cho người yếu hơn gây sát thương trong tình huống rõ ràng như vậy là không ăn thua và không đủ để giúp cho bên phía Nông Sim có thể gỡ gạc lại được bất kỳ một điều gì ở ván thi đấu đầu tiên cả.